tại thôn Đức Làng, tiểu khu 165B, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, đang xảy ra một nghịch lý. Đó là tại một công ty với danh nghĩa bảo vệ môi trường, nhưng lại đang gây ra ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là bãi rác của nhà máy xử lý chất thải rắn của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Rác chất đống cao như núi, quanh khu vực tập kết rác không có bất cứ hệ thống che chắn nào. Rác cũng như nước chảy từ trong rác tràn xuống vườn cà phê của người dân dưới chân đồi. Chị Hoàng Thị Nghĩa, chủ vườn cà phê ở đây, đành bất lực nhìn những cây cà phê con vừa mới được trồng lại, thay những cây đã chết do nguồn nước ô nhiễm từ nhà máy rác tràn xuống. Rác á, là coi như là nó cứ xuống tấp nập trên đó, công nhân nhà máy cũng không có trách nhiệm để xuống để dọn lại giùm cái vườn đất gì hết. Cái nguồn công của tôi á, là vô làm trong đây á, là tôi phải, thậm chí tôi phải chở nước ở nhà lên cho họ uống, bởi vì cái nguồn nước này nó ô nhiễm nhiều quá, họ uống không được vô, thậm chí cơm trưa ăn cũng không được luôn, tại vì nó hôi quá. Dự án xử lý chất thải rắn của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh với tổng mức đầu tư trên 381 tỷ đồng đi vào hoạt động nửa cuối năm 2015. Từ đó đến nay, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng để chờ nhà nước nâng mức hỗ trợ chi phí xử lý rác. Qua ghi nhận, dù đã đứng cách xa bãi rác hơn 500 mét, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mỗi khi có mưa, nước từ bãi rác chảy lên láng theo kênh mương xuống khu dân cư, chảy thẳng ra nguồn suối, ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Xưa là nước á, thì nó coi như là trong vắt à, mà từ ngày nhà máy vô đây là nước nó đục, nó rất là đục, dân không sử dụng được nữa, coi như là nước đó giờ là không tưới được nè, và tắm rửa giặt giũ là bất cứ cái gì cũng không sử dụng được nữa. Bây giờ theo người dân như chú á, thì chú chỉ có đề nghị với là nhà máy là phải giải quyết cái môi trường cho nó sạch cho dân, là để cho dân họ có cái cuộc sống ổn định cái đã. Nước cho trong lành cho dân họ sống. Bức xúc, nhiều lần người dân đã phản ánh trực tiếp lãnh đạo công ty môi trường năng lượng xanh về vấn đề này. Nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý. Để tìm hiểu vấn đề trên, chúng tôi đã liên hệ với công ty. Đại diện lãnh đạo phía công ty này khẳng định, những tác động đến môi trường trên không ảnh hưởng đến đất sinh hoạt, cũng như sản xuất nông nghiệp của nhân dân, mà chỉ tác động khuôn viên do công ty quản lý. Vì từ năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho nhà máy sử dụng quỹ đất 280 hectare. Thế nhưng, người dân sống tại khu vực này cho biết, những ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh khu vực này lại không hề nhỏ. Trước tình trạng trên, ngày 13 tháng 6, 40 hộ dân đại diện cho hàng trăm hộ dân đang bị ảnh hưởng nơi đây đã gửi đơn thư khiếu nại lên các cấp chính quyền xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt và các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Tôi cũng đã chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn, cán bộ thuộc quyền thì tham mưu cho lãnh đạo là thành lập cái tổ kiểm tra, đồng thời sẽ tiến hành là xây dựng kế hoạch để kiểm tra ở cái khu vực này qua cái đơn phản ánh những khiếu nại người dân và sự thật đúng sai như thế nào. Sau đó sẽ tiến hành mời hai bên tiến hành hòa giải và đồng thời là có những cái văn bản báo cáo cho lãnh đạo cấp trên. Có hay không, tình trạng xử lý rác không đúng quy định của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh. Phía đại diện công ty đã hứa sẽ có một cuộc gặp trực tiếp với phóng viên để cung cấp thông tin rõ ràng hơn về vấn đề này trong thời gian gần nhất. Hy vọng rằng không chỉ từ phía công ty mà các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cần sớm kiểm tra, đưa ra những phương án giải quyết những vấn đề khó khăn của nhà máy và đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân nơi đây. Cái sức khỏe như là một số cái trái cây mà có chứa nhiều đường, nhiều calo